Avatar đã thay đổi trải nghiệm điện ảnh của chúng ta mãi mãi. Bạn nghĩ mình là fan cứng nhất của Avatar trên thế giới sao? Vậy thì hãy xem thử nha. Lấy bút ra và đếm số câu trả lời đúng của bạn nào. Hãy bắt đầu với câu dễ trước nha. Jack Sully có mặt trong chương trình Panora bằng cách nào? Anh ấy đã nộp đơn và cuối cùng được gọi. Trên đường, anh ấy gặp một số người nghĩ rằng anh ấy có những thứ cần thiết để sống được ở hành tinh này. Anh ấy đã thay thế người anh em sinh đôi là Thomas Sully. Đó là câu C. Trời, bạn biết câu mà họ nói không? Khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Jack có một cơ hội mới, mặc dù khi đồng ý anh ấy không biết gì về điều đó. Panora ở trong một thiên hà rất xa trái đất. Mất bao lâu để người trái đất đến được hành tinh màu xanh lam này? 11 năm 2 tháng 55 ngày, 7 tháng 26 ngày, 5 năm 9 tháng 22 ngày. Nếu chọn C thì bạn đã đúng rồi đấy. Jack cùng một nhóm các nhà khoa học và các lính thủy đã ngủ gần 6 năm nhờ công nghệ đông lạnh. Đó là công nghệ đóng băng con người để họ không già đi hay thậm chí không có cảm giác như đang ngủ. À, thế giới Panora, hành tinh chủ của một bộ tộc giống người được gọi là Wavy, P, Navi. Tất nhiên, đó là người Na'vi và họ được chia thành nhiều bộ tộc khác nhau. Bộ tộc mà chúng ta tìm hiểu trong phim là bộ tộc Omatikea. Đầu phim, chúng ta thấy Jack thử avatar của mình. Anh ấy đi vào vùng hoang dã ở Panora cùng với tiến sĩ Grace Augustine và Norm để thử và tìm kiếm một số mẫu vật. Ngay tại đó, Jack ngạc nhiên trước một mẫu vật đáng sợ của thế giới hoang dã ở Panora. Con vật chạy theo anh ấy tên là gì? Viper Wolf, Thanator, núi Banshee. Bạn đã nói Thanator sao? Vậy thì bạn đúng rồi đấy. Loài động vật ăn thịt này được cho là loài săn mồi đứng đầu ở Panora. Trong tiếng Na'vi, tên của nó có nghĩa là cái miệng khô mang đến nỗi sợ hãi. Ôi, tội nghiệp Jack. Ở phần sau của phim, chúng ta được thấy những ngọn núi nổi ở Panora. Những ngọn núi đó còn được gọi là núi Sai-Sin, núi Hallelujah, núi Shark. Câu trả lời đúng là câu B. Dãy núi Hallelujah chắc chắn là một cảnh đẹp. Chúng ta biết rằng chúng nổi là do lượng onotanium cao được chôn trong rắn ở Panora. Và nếu nhớ cốt truyện, bạn sẽ biết rằng khoáng chất này là toàn bộ lý do vì sao ban đầu có người lại muốn đến Panora. Câu này chứng minh bạn có thực sự chú ý hay không? Neytiri đã cứu Jack Sully bao nhiêu lần khỏi sự nguy hiểm của Panora? Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Bốn lần, bạn biết đấy, trong những câu chuyện cổ tích kinh điển, thường thì chàng trai sẽ cứu cô gái, nhưng không phải ở Panora. Neytiri mạnh mẽ và khéo léo, cô ấy biết rõ đường đi trong rừng hơn Jack, mặc dù anh ấy cũng vượt qua được. Từ nào sau đây không phải là từ của người Na'vi? Omatikea, Ewa, Ikran, Krimprose. Krimprose là gì vậy? Nó chắc chắn không thuộc về vũ trụ hư cấu này. Theo câu chuyện mà Neytiri kể cho Jack, chỉ những người có thể cưỡi một loài săn mồi mới có khả năng thống nhất tất cả các bộ tộc của Panora. Tên loài săn mồi đó là gì? Taurus. Taurus.
Able Rider. Đó là lựa chọn đầu tiên, Turok, có nghĩa là bóng tối cuối cùng và được xem là một trong những loài động vật mạnh nhất của người Na'vi. Chiến binh có thể cưỡi loài vật này sẽ được gọi là Turok Maktor. Tôi cá là bạn có thể trả lời đúng tất cả những câu hỏi phải không? Quá dễ mà. Giờ hãy tăng độ khó nhé. James Cameron, biên kịch kiêm đạo diễn của Avatar, đã phải gác lại bộ phim trong một thời gian dài vì không hãng phim nào tài trợ khi ông đưa ra ý tưởng lần đầu tiên. Cameron giới thiệu phim lần đầu tiên vào năm nào? Năm 1989, 1999, 2005. James Cameron đã có ý tưởng cho Avatar vào năm 1999, nhưng các hiệu ứng CGI mà ông muốn cần ngân sách 400 triệu đô và không hãng phim nào muốn tài trợ cả. Cuối cùng, vài năm sau đó, ông đã nhận được sự đồng ý. Dù vậy, phim đã mất 4 năm để thực hiện, từ tiên kỳ đến hậu kỳ. Vùng hoang dã Pandora có rất nhiều các loài động thực vật phát quang sinh học, khiến bạn cảm thấy như đang ở trong một giấc mơ. Có một nơi trên trái đất cũng mang đến cho bạn cảm giác tương tự. Nó nằm ở nước nào? Ecuador, Namibia, New Zealand. New Zealand, tất nhiên rồi. Quốc gia này sở hữu những hang động có sâu phát sáng. Chúng là một loài phát quang sinh học, phát ra ánh sáng màu xanh lam. Nếu may mắn được đến đó tham quan, bạn sẽ có cảm giác như đang đi trong những khu rừng ẩm ướt của Pandora. Trước khi quay phim, James Cameron đã đưa các diễn viên đến một nơi mà họ có thể trải nghiệm một khu rừng nhiệt đới thật. Họ đã đi đến đâu? Hawaii, Bora Bora, rừng Amazon. Đạo diễn đưa các diễn viên Avatar đến Hawaii vì không có khu rừng thật trong quá trình sản xuất bộ phim, nên James muốn các diễn viên cảm nhận và ghi nhớ cảm giác khi ở đó. Họ dành cả ngày để đi bộ đường dài và học cách tương tác với thiên nhiên dày đặc. Hãy chuyển sang câu hỏi đúng sai của bài kiểm tra này nhé. Ngôn ngữ Na'vi là một ngôn ngữ có thật ở New Zealand, đúng hay sai? Hoàn toàn sai. Ngôn ngữ Na'vi được tạo ra để dành riêng cho phim Avatar. James Cameron đã thuê nhà ngôn ngữ học Paul Frommer để xây dựng một ngôn ngữ giúp các diễn viên dễ dàng phát âm, nhưng không giống với bất kỳ ngôn ngữ nào của con người. Frommer đã tạo khoảng 1.000 từ để diễn viên nói chuyện. James Cameron là một người say mê khám phá biển sâu. Ông đã hơn 10 lần lặn xuống đáy đại dương, nơi có xác tàu Titanic, đúng hay sai? Điều này đúng, Cameron đã nói trong một vài cuộc phỏng vấn rằng ông mê đáy biển và đã chấp nhận làm đạo diễn phim Titanic để có thể có nhiều chuyến tham quan bằng tàu ngầm dưới đáy đại dương. James Cameron chọn thực đơn gồm toàn các món chay cho mọi người tại phim trường Avatar 1, đúng hay sai? Đúng vậy, nhà làm phim này là người ăn chay trường và ông muốn đảm bảo rằng tất cả thức ăn ở trường quay cũng đều là món chay. Ngon nhé! Hình ảnh của các avatar dựa trên một giấc mơ mà đạo diễn gặp khi còn trẻ. Đúng hay sai? Sai rồi. Thực ra nó dựa trên một giấc mơ của mẹ ông về một người phụ nữ da xanh cao 3,6 mét. James Cameron dùng sự việc này để làm ý tưởng xây dựng nên các nhân vật Avatar. Avatar phần 1 đạt doanh thu phòng vé 1 tỷ đô. Đúng hay sai?
Hoàn toàn đúng, Avatar 1 thành công về mặt thương mại đến mức gây sốc, ngay cả James Cameron cũng không ngờ rằng công chúng sẽ phản ứng tích cực như vậy. Phim đã chiếu hơn 230 ngày tại các rạp và thu về hơn 2 tỷ đô từ các thị trường quốc tế trong lần công chiếu đầu tiên. Ở vòng cuối cùng này, hãy tìm hiểu những điểm cơ bản của Avatar 2, dòng chảy của nước nha, tôi hứa sẽ không spoil đâu. Kate Winslet tái hợp với đạo diễn James Cameron sau thành công vang dội của họ ở phim Titanic. Trong quá trình quay Avatar, nữ diễn viên thấy mình phải diễn dưới nước trong phần lớn thời lượng của phim, và cô đã phá kỷ lục của Tom Cruise trong việc nín thở dưới nước để quay những cảnh phức tạp. Bạn có biết cô ấy đã nín thở trong bao lâu không? 5 phút, 7 phút, 8 phút. Nữ diễn viên đã nín thở trong 7 phút khi quay Avatar 2 đấy. Cô nói rằng một người cần phải kiểm soát tâm trí rất nhiều mới có thể ở dưới nước lâu như vậy. Bạn có tưởng tượng nổi không? Bạn làm tốt chứ? Bạn đã là người Panora bản xứ chưa? Hẹn gặp lại bạn lần sau nha!